chiến sự tại Đông Âu tiếp tục sục sôi với những diễn biến mới. Chỉ huy Ukraine nói Nga như đang ngồi trên núi lửa. Cùng lúc đó, lực lượng đổ bộ đường không Nga sụp bẫy bị Ukraine bao vây ở mặt trận Volzhen, chưa rõ số phận. Đáng chú ý, Ukraine tấn công phối hợp đánh chìm thêm một chiến hạm của Nga ở biển Azov. Một số diễn biến khác, ông Putin rút lại lời đe dọa lằn ranh đỏ khi lãnh thổ Nga bị vũ khí phương Tây tấn công. Lữ đoàn 4.500 quân chuẩn kiểu Pháp sẽ tham chiến chống lại Nga. Quân đội Ukraine bất ngờ trình làng bom dẫn đường sản xuất trong nước. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế chiều ngày 10 tháng 6. Những diễn biến liên quan đến cuộc chiến sục sôi ở Ukraine cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị thân mến, một chỉ huy quân đội Ukraine cho rằng Moscow đang trong tâm thế lo lắng sau khi một số quốc gia phương Tây cho phép Kyiv dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga. Trả lời phỏng vấn New Voice of Ukraine, ông Yuri Fedorenko, chỉ huy lữ đoàn xung kích 92, cho rằng Moscow như đang ngồi trên núi lửa sau khi phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông nói, phương Tây đã cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga và điều này ngay lập tức có tác động tích cực đến diễn biến chiến sự nói chung, có lợi cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông cho hay, bởi vì không chỉ những vùng lãnh thổ của Ukraine Nga đang kiểm soát có thể bị đốt cháy, mà còn là lãnh thổ của Nga. Chúng tôi có cơ hội phá hủy những vũ khí quan trọng như thiết bị tình báo điện tử, tác chiến điện tử, phòng không và những thứ rất quan trọng như các tổ hợp phòng không S-300 và S-400. Những vũ khí này đã tấn công Kharkov một cách có hệ thống. Chỉ huy tiểu đoàn Ashins gọi việc cho phép sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga là bước thứ nhất. Ông nói thêm, bước thứ hai là chúng tôi sẽ xin được thông qua việc tấn công các mục tiêu nằm sâu trong không gian hoạt động của Nga. Ông kỳ vọng rằng phương Tây sẽ sớm cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa nhằm vào Nga. Ông nói, không chỉ ở các thành phố biên giới mà còn ở các khu vực sâu trong lãnh thổ, bởi vì chúng ta cần phải đối phó với đối thủ, trước hết là trên lãnh thổ của Nga, với nguồn gốc của vấn đề. Cho tới nay, Mỹ đã cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào khu vực biên giới giữa hai nước để ngăn đà tiến của Nga ở Kharkov, nhưng Washington chưa cho phép Kyiv tấn công sâu vào Nga. Một số quốc gia NATO khác đã cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa bắn vào Nga. Tuy nhiên, Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine, nên quyết định của Washington vẫn rất quan trọng. Quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo một số nước NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ Nga, dù chỉ có giới hạn, đã đánh dấu sự thay đổi quan trọng sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Lực lượng đổ bộ đường không Nga sập bẫy bị Ukraine bao vây ở mặt trận Volchan, chưa rõ số phận. Tại thành phố Volchan, nằm trên hướng Kharkov mới, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga trước đây đã bị quân Ukraine bao vây. Thông tin về điều này xuất hiện vào ngày 8 tháng 6 trên kênh Telegram Lực lượng dù vì sự trung thực và công lý do các sĩ quan Nga điều hành. Jelog.ua đưa tin. Hiện vẫn còn rất ít thông tin về sự kiện này. Cơ quan sự của Nga đã công bố ảnh chụp màn hình thông báo rằng lực lượng dù gần Kharkov sơ bộ đang gặp phải vấn đề rất lớn. Đã lâu rồi, bạn không viết thư cho người dân của mình ở hướng Kharkov. Có phải ngẫu nhiên mà lực lượng dù ở Volchan đang bị bao vây? Làm sao người Ukraine có thể dụ họ vào một cái bẫy như vậy? Julian Krepke, nhà phân tích và là nhà báo chiến trường hãng Bild của Đức, đã xác nhận bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine tại Volchan. Theo ông, quân Nga đã bị đánh đuổi khỏi trung tâm và phía bắc thành phố và một phần lực lượng Nga đã bị bao vây và cắt đứt. Ông Repke nói, lực lượng vũ trang Ukraine đang chiếm lại các vị trí mới ở phía bắc Volchan, quân đội Nga tiếp tục rút lui. Ông nói rõ rằng, lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng bom hơi và pháo binh để phá hủy các khu vực mà họ đang bị đánh đuổi. Trận chiến rất nghiêm trọng. Trước đó, Đài Loan UA đưa tin, các binh sĩ chiến đấu của lữ đoàn 36 ở Volchan đã bắt giữ một đại đội tấn công của Nga cùng với chỉ huy của họ.
Ukraine tấn công phối hợp, đánh chìm thêm một chiến hạm của Nga ở biển Azov. Theo nguồn tin quân sự Ukraine, vào tối ngày 8 tháng 6, quân đội của nước này đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một tàu đổ bộ lớp Rubika của Nga. Con tàu này mới di chuyển từ biển Đen đến biển Azov. Theo thông tin sơ bộ, con tàu này đã bị chìm sau khi chúng phải đòn tấn công từ xuồng không người lái của Ukraine. Đây là con tàu thứ 5 trong tổng số 7 tàu đổ bộ lớp Rubika của Nga bị đắm hoặc hư hại, không thể khắc phục sau khi trúng hỏa lực của Ukraine. Nguồn tin cho biết, quân đội Nga vốn sử dụng các con tàu này để chuyển đạn dược và thiết bị đến thành phố Mariupol mà Moscow đã giành quyền kiểm soát ở thành Donetsk, miền đông Ukraine, sau đó phân phối cho các đơn vị ở tiền tuyến. Theo cố vấn của thị trưởng Mariupol Petro Agrushenko, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 8 tháng 6, một số tàu phi dân sự đã được phát hiện giữa Berdyansk và Primorsk. Thông báo cho biết, vào khoảng nửa đêm, xuồng không người lái của chúng tôi đã tấn công một con tàu gần cảng Yeysk và trước đó nó đã đi hộ tống tàu tuần dương Moscow. Vào buổi sáng, tất cả thông tin về cuộc tấn công đã bị xóa khỏi tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng của những kẻ chiếm đóng Nga. Andriy Shchenko cho rằng người Nga đã quyết định giấu một tàu đổ bộ lớn ở Kiev nhưng đã xảy ra sự cố. Theo kênh Telegram Kremsky Victor, nó có thể là một con tàu dài khoảng 96 mét. Sau khi lực lượng vũ trang tấn công một số tàu đổ bộ lớn của Nga, những người chiếm đóng đã không đưa chúng vào làm nhiệm vụ trong một thời gian dài. Bộ chỉ huy Nga đã di dời những tàu có giá trị nhất của hạm đội Biển Đen từ Crimea đến Novorossiysk để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6, lực lượng đặc biệt của Ukraine đã tiêu diệt tàu kéo Sasan của Nga. Ông Putin rút lại lời đe dọa lằn ranh đỏ khi lãnh thổ Nga bị vũ khí phương Tây tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Sáu gián tiếp chỉ ra rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga không vượt qua lằn ranh đỏ của Nga, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW. Kể từ khi ông Putin bắt đầu xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các quan chức Nga đã nhiều lần đề cập đến việc vượt qua cái gọi là lằn ranh đỏ sẽ dẫn đến chiến tranh leo thang. Điện Kremlin thậm chí còn đi xa hơn khi đề xuất hành động hạt nhân nếu có mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Gần đây, Hoa Kỳ thông báo rằng Kiev hiện được phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga trong một động thái mà nhiều nhà phân tích chiến tranh cho rằng sẽ cấu thành hành vi vượt qua lằn ranh đỏ của Putin. Tuy nhiên, trong đánh giá hôm thứ Sáu về cuộc chiến, ISW cho biết ông Putin ngụ ý rằng các cuộc tấn công trên đất Nga bằng vũ khí phương Tây sẽ không buộc ông phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Đề cập đến những bình luận mà nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, ISW cho biết Putin tuyên bố rằng học thuyết hạt nhân của Nga kêu gọi Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có trường hợp đặc biệt đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga. ISW tiếp tục, Putin tuyên bố rằng ông không nghĩ trường hợp ngoại lệ như vậy đã xảy ra, nên Nga không cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Viện nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ lưu ý rằng các lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã tấn công các mục tiêu ở khu vực biên giới Belgorod của Nga bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường. ISW cho biết tuyên bố ngày 7 tháng 6 của Putin là một sự đảo ngược khung biện đáng kể vì Putin và các quan chức khác của Điện Kremlin trước đây đã đe dọa việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các nước phương Tây cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Viện ISW nói thêm rằng đã có một số trường hợp trong suốt cuộc xâm lược khi Ukraine và các đồng minh phương Tây thực hiện những hành động có thể vượt qua lằn ranh đỏ dựa trên các tuyên bố trước đây của Điện Kremlin. Một số ví dụ về điều này bao gồm việc các đồng minh cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, xe tăng hiện đại và máy bay chiến đấu F-16. Cho rằng những hành động như vậy không dẫn đến phản ứng đáng kể của Nga, ISW cho rằng nhiều lằn ranh đỏ của Nga rất có thể là các hoạt động thông tin được thiết kế để thúc đẩy phương Tây phải tự răn đe. Lữ đoàn 4.500 quân chuẩn kiểu Pháp sẽ tham chiến chống lại Nga. Quân đội Pháp sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện toàn diện và trang bị đầy đủ cho một lữ đoàn cơ giới của lực lượng vũ trang Ukraine gồm khoảng 4.500 quân,
quân đội của một cường quốc hàng đầu NATO là Pháp sẽ đảm nhận việc huấn luyện và trang bị cho một lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine với khoảng 4.500 quân nhân. Điều này đã được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp là ông Sébastien Lecornu công bố. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp lưu ý rằng việc thành lập một đội hình quân sự lớn như vậy đòi hỏi phải được đào tạo chính quy, đúng tiêu chuẩn và lữ đoàn này cũng phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để sở hữu năng lực kỹ thuật, trinh sát và pháo binh phù hợp với yêu cầu tác chiến. Ông Sébastien Lecadeau thừa nhận lần đầu tiên quân đội Pháp cung cấp sự hỗ trợ nhất quán như vậy. Theo đó, một lữ đoàn tiêu chuẩn với 4.500 binh sĩ Ukraine sẽ được quân đội Pháp huấn luyện toàn diện và được cung cấp đầy đủ trang bị. Nhưng việc huấn luyện sẽ được tổ chức tại Pháp chứ không phải ở Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ chuyển 5 máy bay chiến đấu Mirage tới cho Kiev và sẵn sàng đào tạo phi công Ukraine vận hành những chiếc máy bay này. Hiện nay, lực lượng không quân Pháp còn có trong tay 52 chiếc Mirage 2000 đây mà họ không còn sử dụng, nhưng vẫn đang được bảo quản khá tốt. Những chiếc máy bay Mirage 2000 đây của Pháp có thể được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến, bao gồm cả tên lửa không đối không và không đối đất, đặc biệt là những vũ khí tầm xa như tên lửa Scalp Isri phiên bản Pháp và Storm Shadow phiên bản Anh có thể được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, chính quyền Paris cũng có thể vận động một số quốc gia đang cất trữ loại máy bay này chuyển giao thêm cho Kiev. Hiện nay, quân đội một số nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Hy Lạp và Indonesia vẫn còn hơn 40 chiếc Mirage 2009. Số máy bay này tương đương với biên chế của hai trung đoàn, có thể sẽ được Paris mua lại để cung cấp cho không quân Ukraine. Quân đội Ukraine bất ngờ trình làng bom dẫn đường sản xuất trong nước. Cuộc chiến toàn diện ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn và lực lượng không quân Ukraine sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm bom dẫn đường UAB được sản xuất trong nước. Người đứng đầu ngành hàng không của Bộ Tư lệnh Không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, Sergei Kolobstov, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với dự án Radio Svoboda có tên Donbas Reality rằng việc thử nghiệm UAB trong nước sẽ bắt đầu sau vài tuần nữa. Người đối thoại chia sẻ, chúng tôi hiện cũng đang nghiên cứu việc trang bị lại và tạo ra những quả bom có thể điều chỉnh của mình dựa trên những quả bom rơi tự do thông thường. Có một số vấn đề về thiết kế, chúng tôi cần chọn cánh, module CBS cũng như module điều khiển. Vài tuần nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm những lô bom đầu tiên như vậy do Ukraine sản xuất. Ông Kolobov nói thêm rằng, không quân Ukraine hiện đang sử dụng UAP được sản xuất ở phương Tây, đó là các loại CBU-62 và CBU-39. Người Nga thường tấn công đất Ukraine bằng tên lửa phòng không, đặc biệt là khu vực Kharkiv. Hậu quả của các cuộc tấn công của kẻ thù là đã có rất nhiều nạn nhân, sự tàn phá và nạn nhân. Cuối tháng 3, chuyên gia quân sự, sĩ quan dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kamarov cho biết, kể từ đầu năm đến nay, địch đã tấn công lãnh thổ Ukraine với hơn 3.500 quả bom. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.